thì nó một chút sẽ được như các bạn. Đây sẽ được 2 tầng nha. 5, 6 nha. Wow, rất là đẹp nha. Đây có 2 cửa đây lưu lên. Đèn cái tên cũng có đèn đúng không? Chúng ta có thể thiệu qua switch như các bạn đây. Wow, có ghê bằng tập nha. Yeah. Ok. Wow. Rồi. Tiếp theo là một chiếc xe chủ hóa như các bạn. Đây. Màu đỏ rất là đẹp nha. Cái tên chỗ ngồi thì màu trắng này. Đây là một bình chủ hóa này. Còn đây là cái cửa này. Nên nâng lên hạ xuống được các bạn này. Đấy. Rồi. Nó đi quá gơ giảm tốc luôn nha. Yeah. Wow, yeah. Trời thật là máy nha. Ok. Tiếp theo là một chiếc voucher màu trắng nha. Yeah, các bạn nhìn thấy bảy sắc cầu vồng không? Đây là đẹp nha. Wow. Wow.